bài học á, học được chưa? Học được chưa? Chúng ta nói là hiện tại, vị lai, mới lập. Người mà khỏi con mấy đây? 7 năm 1 hả? Đúng rồi. Còn nói lập hơi đắc nói với quý vị chứ, nhờ cho bài học về trước, về nghiên cứu xem trước rồi đó. Thì nha, sắc quẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào, thời thọ quẩn sẽ không diệt với người ấy trong cõi vậy nha. Rồi chúng ta có câu mở: sắc quẩn không đang diệt với người cõi, với người nào trong cõi nào, về về sắc quẩn không đang diệt thì chúng ta sẽ thấy là người đang sinh, đúng không? Người đang sinh trong 31 cõi, đúng không? Bởi vì không đang diệt mà. Người đang sinh trong 31 cõi, đúng không? Nè, thì trong cái người đang sinh trong 31 cõi chúng ta có là cõi ngũ sắc, đúng không? Cõi ngũ quẩn. Còn cõi tình cơ, cõi vô tưởng. Người đang sinh trong những cõi chúng ta 31 cõi, đúng không? Liệt kê ra hết. Rồi người đang chết nè, sắc quẩn không đang diệt. Nếu mà người đang chết trong cõi ngũ quẩn hay cõi tượng cư hay cõi vô tưởng đây, thì nhóm này là sắc quẩn đang diệt, đúng không? Cái người mà đang chết ở trong cõi ngũ quẩn, cõi tượng cư hay cõi vô tưởng thì sắc quẩn đang diệt, đúng không? Cho nên chỉ còn cái là người đang chết trong cõi vô sắc, đúng không? Đó là câu hỏi, đúng không? Bây giờ chúng ta lấy câu hỏi: thời thọ quẩn sẽ không diệt người cõi. Rồi khi nhìn cái câu hỏi, chúng ta coi lại trong cái biểu tích trên, chúng ta thấy người đang chết cõi vô sắc thì có hai dạng. Một dạng là đang như viên bạch, đúng không? Và còn tái sinh, đúng không? Phải không? Người đang chết là một dạng là đang biến tịch, và một dạng là chết mà còn tái sinh, đúng không? Thì chúng ta còn nhìn trên cái điểm đó, thì chúng ta coi cái thọ quẩn sẽ không diệt những người nào, mà cõi nào chúng ta thấy người đang chết, người đang biến tịch là thọ quẩn không sẽ diệt, đúng không? Rồi người đang sinh trong cõi vô tưởng là thọ quẩn cũng sẽ không sẽ diệt, đúng không? Người đang sinh thì thọ quẩn không sẽ diệt, đúng không? Vậy thì phần còn lại là thọ quẩn sẽ diệt. Khi mình tách ra rồi, người mà đang biến tịch thì thọ quẩn sẽ không sẽ diệt, sẽ không diệt á, đúng không? Rồi người đang sinh trong cõi vô tưởng thì thọ quẩn cũng sẽ không diệt, đúng không? Còn phần còn lại là thọ quẩn sẽ diệt, đúng không? Cho nên chúng mình trả lời là đối với những người đang sinh trong cõi ngũ quẩn, đang sinh trong cõi ngũ quẩn và người trong cõi vô sắc, đây đang chết còn đang sinh như đang sinh trong cõi vô sắc, nói chung là trong cõi vô sắc. Đối với người đang sinh trong cõi ngũ quẩn và người đang chết trong cõi, và người trong cõi vô sắc, sắc quẩn không đang diệt nhưng thọ quẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy. Còn đối với người đang viên tịch trong cõi vô sắc và người đang sinh trong cõi vô tưởng, sắc quẩn không đang diệt và thọ quẩn cũng sẽ không diệt. Viết vậy bây giờ hơi đói, đúng không?
ta phải coi lại cho cả ngàn biết được chỗ này quý vị sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ tạm thời chúng ta bỏ khỏi cõi tình cư đi, thì chúng ta sẽ có là cõi vô sắc, cõi vô uẩn đúng không? Rồi cõi vô tưởng. Mọi người đang chết cõi vô sắc của chúng ta nhé, không có tầm hai là người đang chết. Trong cõi vô sắc người đang viên tịch, trong cõi vô sắc thì mà thọ uẩn sẽ không diệt. Cái người nào trong cõi nào thì chúng ta thấy người đang viên tịch này là thọ uẩn không diệt, sẽ không diệt đúng không? Phải không? Người đang viên tịch mà thì dĩ nhiên thì là chấm dứt luôn, thì thọ uẩn sẽ không diệt rồi đúng không? Mọi người đang sinh trong cõi vô uẩn này thọ uẩn sẽ không diệt đúng không? Như vậy phần còn lại, phần còn lại là thọ uẩn sẽ diệt đúng không? Nên Đức Phật ngài mới trả lời rằng đối với người đang sinh trong cõi vô uẩn này, đang sinh trong cõi vô uẩn và người trong cõi vô sắc này, đang sinh và đang chết trong cõi vô sắc, nói chung là cõi trong cõi vô sắc được không? Đối với người đang sinh trong cõi vô uẩn thì người trong cõi vô sắc sắc uẩn không đang diệt, nhưng thọ uẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy. Rồi ngài đã chấp nhận ở phía sau này. Còn đối với người đang viên tịch trong cõi vô sắc và người đang sinh trong cõi vô tưởng, sắc uẩn không đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. Rõ chưa? Rồi mình thấy là cái câu hàng bị vấn đúng không? Thì chúng ta phải chúng ta lấy chi pháp thôi, chi pháp câu mở, chi pháp a bằng mỗi người đang sinh trong cõi ngũ uẩn thì có bốn và ba tánh hỗn hợp đang sinh trong 25 cõi ngũ uẩn. Với 25 cõi ngũ uẩn từ cõi trần cảnh tới sao nè, ở trong sắc quân cánh cái người mà đang chết trong sắc quân cánh đó là người A La Hán đúng không? Mà với A La Hán thì thọ uẩn sẽ không diệt, mà ở đây đó thọ uẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy mà đúng không? Thì bốn mà ba cõi họ đang sinh trong 25 cõi của uẩn thì đang sinh thì nó sẽ diệt đúng không? Đang sinh sẽ diệt, mà cái người này không phải A La Hán thì sẽ diệt trong cõi đó đúng không? Thì sẽ diệt cái người đó trong cõi đó, thấy chưa? Rồi rồi người trong cõi vô sắc chúng ta có là hoàn tâm nhân, ba tánh hỗn hợp đang sanh, đang chết trong bốn cõi vô sắc sẽ diệt trong cõi người ấy đang ở. Với bốn cõi này đó là câu bát, chi pháp của câu bát. Bây giờ chúng ta lấy chi pháp câu ra câu phụ là B. Còn đối với người đang viên tịch niết bàn trong cõi vô sắc và người đang sinh trong cõi vô tưởng, người đang viên tịch niết bàn cõi vô sắc là gì? Là Phật A La Hán. Đồ
cần biết. Rồi, phàm phạm nhân ba tấm u ẩm đang chết trong bốn cõi vô sắc sẽ không diệt về trong cõi người ấy đang ở. Đây là cách gián tiếp với bốn cõi vô sắc. Chi pháp của câu hỏi là B. Đây là câu hoàn bị. Vâng. Đúng không anh? Người đang sinh nữa chứ. Người đang sinh khỏi vô tưởng nữa, tức là người làm con nhân. Đang sinh không khỏi vô tưởng với khỏi vô tưởng. Rồi, chưa nắm hết được hết chưa? Nghe nói suy nghĩ không kịp là sẽ qua câu khác này. Đi qua được hết chưa? Rồi phải không? Qua, qua câu khác à? À. Đừng có phàn nàn nha. Người đang chết trong cõi quan sát này, họ cũng sẽ diệt không? Người
quẩn có sẽ gì không? Có không? Nếu mà tiêu đề là thọ quẩn sẽ công việc đúng không? Cái tiêu đề đưa ra là thọ quẩn sẽ công việc đúng không? Mà người đang chết không khỏi vô sắc thọ quẩn sẽ diệt đúng không? Cho nên điều này không đúng đúng không? Chúng ta phải bỏ đúng không? Còn người đang chết trong cõi ngũ quẩn thì thọ quẩn có sẽ diệt không? Có, cho nên chúng ta phải bỏ ra đúng không? Cái đề chúng ta là thọ quẩn sẽ không diệt mà thì chỉ là người đang chết không cõi không có tưởng mà thôi đúng không? Người đang chết không cõi không tưởng thì thọ quẩn sẽ không diệt đúng không? Thì đúng cái tiêu đề chúng ta yêu cầu rồi đúng không? Mà nếu mà trong chết không cõi cõi ngũ quẩn thì là thọ quẩn sẽ diệt đúng không? Mà đang chết trong cõi chung cư thì thọ quẩn sẽ diệt trong cõi chung cư đó đúng không? Nó không đúng với tiêu đề chúng ta đưa ra đúng không? Nên chỉ mọi người đang chết trong cõi vô tưởng mà thôi. Thì câu hỏi sắc quẩn không tam diệt với người ấy à, chúng ta mới nhìn ra câu này rồi. Cái người mà đang trong cõi tịnh cư nè, thọ quẩn sẽ không diệt, nhưng mà sắc quẩn có đang diệt không? Sao? Đối với người đang sinh trong cõi tịnh cư á thì thọ quẩn sẽ không diệt. Thọ quẩn sẽ diệt cái ta. Thì cái này thì đâu đúng rồi đúng không? Thì chúng ta lấy bát bộ rồi. Đây, thọ quẩn sẽ không diệt với người nào, trong cõi nào chúng ta thọ quẩn sẽ không diệt là chỉ người đang viên tịch đúng không? Người đang viên tịch với thọ quẩn sẽ không diệt đúng không? Thì người đang viên tịch trong cõi vô sắc ngũ quẩn đúng không? À, người người trong cõi trên cõi vô tưởng này, người trong cõi vô tưởng thì thọ quẩn sẽ không diệt đúng không? Đúng không? Thì chúng ta thấy là người đang viên tịch trong cõi vô tưởng, mọi người trong cõi vô tưởng thì chúng ta có là người đang sinh đúng không? Mọi người đang chết. Này, cái người đang viên tịch trong cõi vô tưởng nè, và cái người đang chết trong cõi vô tưởng thì lúc đó là sắc quẩn đang diệt hay không đang diệt? Đang diệt đúng không? Cho nên cái này là sắc quẩn đang diệt. Ngoài ra là sắc quẩn không đang diệt đúng không? Rồi cho nên Đức Phật ngài mới thấy cái chi pháp đã bác bỏ ở câu ở phía trước rằng đối với những người đang sinh, đối với những người đang đi vào cái bàn trong cõi ngũ quẩn và người đang chết trong cõi vô tưởng
họ quẩn sẽ không diệt, nhưng sắc quẩn đang diệt với những người ấy trong cõi ấy. Còn đối với người đang diệt tận trong cõi vô sắc, mọi người đang sinh trong cõi vô tưởng, họ quẩn sẽ không diệt và sắc quẩn cũng không đang diệt. Tiêu hóa được chưa? Ở dưới tiêu hóa được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lấy chi pháp thôi. Với những người đang thiền tịnh trong cõi ngũ uẩn thì chúng ta có là A La Hán đang thiền tịnh trong bao nhiêu cõi? 22. Với 22 cõi. Đây là cách trực tiếp. Cách gián tiếp là bốn phạm, ba tánh của họ đang chết. Trong 25 cõi ngũ uẩn sẽ không sanh lại. Mỗi người ấy đang ở đây là cách gián tiếp. Với 25 cõi nguồn rồi người đang chết trong cõi vô tưởng, người vô tưởng đang chết với cõi vô tưởng. Chúng ta lấy chi pháp của người A, đó là người lão phu nhân đang chết trong cõi vô tưởng á, gọi tắt là người vô tưởng đang chết cõi vô tưởng, được không? Có gì sai không? Người vô nhân vô tưởng đang chết với cõi vô tưởng rồi. Chúng ta lấy B. Còn đối với những người đang chết đang diệt tận trong cõi vô sắc, mọi người đang sanh trong cõi vô tưởng, người đang diệt tận trong cõi vô sắc, chúng ta có là liên tục trong bốn cõi vô sắc. Đây là cách trực tiếp. Cách gián tiếp là phạm tạm nhân ba tấn của họ đang chết. Trong bốn cõi vô sắc sẽ không sanh lại, sẽ không diệt. Trong cõi người ấy nữa đây cách gián tiếp. Với bốn cõi vô sắc rồi, mọi người đang sinh trong cõi vô tưởng nữa là người vô tưởng đang sinh. Với cõi vô tưởng người đang sinh trong cõi vô tưởng thì họ vẫn sẽ không sinh, đúng không? Mà
sát quẩn cũng không đang diệt. Tại đang sinh mà sao đang diệt được? Rồi chưa, suy nghĩ kệ xong chưa? Suy nghĩ tiêu hóa xong chưa? Xong rồi chúng ta qua câu mới. Nhắc nhở là quý vị mà làm phước mà cúng dường mà xây nóc cánh điện á, quý vị tác ý là cúng dường đến Tam Bảo, đừng có tác ý cúng dường với ông này ông kia nha. Mà tác ý cúng dường với ông này ông kia mai mốt cộng nghiệp chung với ổng mệt lắm á, mệt cầm canh luôn á. Mà cúng dường, tác ý cúng dường đến Tam Bảo thì lúc đó là cộng nghiệp với Đức Phật. Cộng nghiệp với Đức Phật là hạnh phúc hay là đau khổ? Khéo léo chọn á, khéo léo mà chọn á. Bây giờ mọi quẩn tóc tưởng quẩn nọ bảy trăm năm mươi lăm đúng không? Họ vẫn không đang diệt với người nào trong cõi nào. Đây. Họ vẫn không đang diệt với người đó. Họ vẫn không đang diệt với người nào trong cõi nào thì chúng ta sẽ thấy là người đang sinh đúng không? rõ chưa?
Rõ chưa? Rồi, để chúng ta lấy chữ pháp thôi, để câu hoàng nghi vấn thôi. Mới người đang sinh trong cõi chúng vẫn của vẫn. Người đang sinh trong cõi chúng vẫn của vẫn là ai? Là phàm tham nhân đúng không? Đang sinh trong bốn cõi dục sắc. Với bốn cõi dục sắc. Rồi. Bốn phàm. Ba tánh của Phật. Đang sinh trong 25 cõi ngũ uẩn với 25 cõi ngũ uẩn từ cõi sắc của cánh xong phần A đúng không? Giờ phần B. Còn đối với người trong cõi vô tưởng thọ quẩn không đang diệt hòa sắc hòa tưởng quẩn cũng sẽ không diệt. Đối với người trong cõi vô tưởng là người đang sanh đúng không? Người vô tưởng đang sanh đang chết trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng. Thầy giết người lão vô nhân đang sanh rồi đang chết trong cõi vô tưởng không? Người vô tưởng đỡ hao phấn chút. Rồi chưa? Hiểu không? Sửa lại 25. Bởi vậy thọ quẩn không đang diệt với người nào trong cõi nào. Với người đang sinh trong cõi ngũ uẩn. Với người đang sinh trong cõi ngũ uẩn thọ quẩn sẽ không diệt, đúng không? Nhưng tưởng quẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy. Với người đang sinh trong cõi ngũ quẩn thọ quẩn sẽ không diệt, nhưng tưởng quẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy. Bây giờ trong cõi sắc của cánh này, sắc của cánh, cho nên tôi hiểu sửa lại là 25 nhân sư. Trong cõi sắc của cánh là mới sinh ra, người đang sinh là người bất lai đúng không? Câu tình duyên nghe nè, người đang sinh là phải bất lai không? Nhưng mà khi diệt là cái người tứ quả người bất lai nữa, à là hán, vậy có phải là người ấy trong cõi ấy nữa không? Không, như là phải loại trừ ra, chỉ còn là 25 cõi thôi. Cái người cái cõi cần cõi sắc của cánh nhất là cõi hiện hiện đi đúng không? Phải không ạ? Cái cõi mà gần sắc cánh tức là cõi thiền hiện này đúng không? Thì cõi vị A La Hán trong đây vị mới sanh trong cõi thiền hiện này bất lai đúng không? Khi vị mới sanh trong cái này có phải là họ vẫn không đang diệt với người bất lai rồi không? Phải không? Trong cái kiếp nó cái người bất lai này không chứng qua A La Hán được không? Người bậc thượng quan quốc quận mà. Thì trong cái kiếp cái bậc bất lai này không chứng quả A La Hán rồi chết được không? Có phải là người ấy chết trong cõi ấy không? Thì tưởng quẩn sẽ diệt với người ấy trong cõi ấy, phải chưa? Nhưng mà cõi sắc cánh không được,
Cõi sắc cánh là khi mới sanh vô là bậc bất lai, nhưng mà khi diệt là bậc a la hán. Cho nên là họ quẩn sẽ không phải không diệt cái người ấy trong cõi ấy nữa, mà diệt với người khác trong cõi ấy. Hiểu chưa? Cho nên phải sửa lại là 20. Trong cái giáo trình đó 26 sửa lại thành 20. 25. Hiểu chỗ này chưa? Hơi dứt dắt chút xíu vậy không? Mới là siêu lý. Siêu ớt rồi chứ không phải siêu ít nè. Siêu lý là siêu vậy đúng không? Không phải là siêu vậy nha. Siêu vậy là bé đó nha. Rồi chưa? À, chúng ta qua câu ý cũng được. Là tưởng quẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào. Tưởng quẩn sẽ không diệt với người nào trong cõi nào, nhưng chúng ta thấy là người đang bị bệnh đúng không? Trong cõi của sát, cõi của quẩn đúng không? Ở quẩn con mở là ở quẩn sẽ không diệt này với người cõi, thời họ quẩn không đang diệt với người ấy trong cõi phải chăng, đúng không? Để chúng ta tưởng quẩn sẽ không diệt cái người nào, đúng không? Nên người đang biết tận trong cõi mô sắc tâm quẩn rồi đây, người trong cõi vô tưởng này, đây là những lập trình tới những người này là thọ quẩn sẽ không diệt với những người này trong cõi này, đúng không? Người vô tưởng thì thọ quẩn sẽ không diệt rồi, đúng không? Rồi người đang viên tịch thì thọ quẩn cũng sẽ không diệt rồi, đúng không? Câu hỏi rồi, thọ quẩn không đang diệt với người ấy trong cõi ấy thôi, nếu chúng ta nhìn do trong điểm thức thì chúng ta thấy rõ ràng quá rồi. Cái người mà đang viên tịch trong cõi vô sắc, họ quẩn có diện không? Có không? Người đang viên tịch trong cõi vô sắc, họ quẩn có diện không? Người đang viên tịch trong cõi ngũ quẩn, họ quẩn có diện không? À, cho nên là chỗ này Đức Phật đáp bác họ. Họ trong này trong cái bé thứ hai Đức Phật này đáp chấp thuận đúng không? Cái Đức Phật đáp này, đối với người đang viên tịch trong cõi tứ quẩn, cõi ngũ quẩn, họ quẩn sẽ không diệt, nhưng cõi quẩn sẽ không diệt, nhưng họ quẩn sẽ diệt với những người ấy trong cõi ấy. Còn đối với những người trong cõi vô tưởng, cõi quẩn sẽ không diệt và họ quẩn cũng không đáng diệt. Rõ ràng chưa? Chúng ta lấy chi pháp à. Nói với những người đang nguyên tịch trong cõi vô sắc thì có là A-la-hán đang nguyên tịch trong cõi vô sắc, bao nhiêu cõi ngũ quẩn đây? 20. 22 cõi ngũ quẩn.
với bốn cõi đầu xanh, hai cõi ngũ uẩn. Đây là cách trực tiếp. Và cách gián tiếp là hoàng pháp nhân, ba thánh hồn hộp đang chết trong bốn cõi vô sát sẽ không sinh lại trong cõi người ấy đang ở. Và bốn phạm ba thánh hồn hộp đang chết trong bao nhiêu cõi ngũ uẩn này? 21 cõi ngũ uẩn, bởi vì 5 cõi tịnh cư á, là sẽ không sanh lại cõi đó đâu, mà phải sanh lại cõi khác, đúng không? À, đang chết trong 25 cõi ngũ uẩn sẽ không sanh lại trong cõi người ấy là ở với bốn cõi vô sắc, 25 cõi quẩn. Đây là cách gián tiếp. Đó là bậc A-la-hán đã viên tịch rồi đó, đã ra xong cho câu A đã xong. Trong cái giáo trình để 28 cõi ngũ uẩn thì sửa lại dùm 25 cõi nha, đúng không? À, rồi B. Còn đối với những người trong cõi vô tưởng là người làm phu nhân đang sinh, đang chết trong cõi vô tưởng với cõi vô tưởng rồi nghiền ngẫm đi để tiêu hóa đi.